Nhảy mã ngoại lạc đẩy hiến pháo là nước cờ do tay cờ Nghiệp Dư, họ Trương, người Hắc Long Giang sáng tạo để đối phó với Mạnh Chiêu Trung. Về sau, Triệu Quốc Vinh nghiên cứu đưa ra đối phó với Hồ Vinh Hoa năm 1986. Hồ Vinh Hoa suy nghĩ hơn 20 phút mới đi nước cờ này. Triệu Quốc Vinh nghiên cứu bố cục trong vài tháng rồi. Nhưng Hồ Vinh Hoa chỉ dùng hơn 20 phút đã tìm ra cách đối phó. Có thể thấy được sức cờ của Hồ Vinh Hoa. Nhảy mã vào xe là chiến thuật kinh điển do Hồ Vinh Hoa sáng tạo ngay trong ván đấu. Đen ăn pháo. Cờ đen không thể thay đổi thứ tự nước đi. Đổi lại, đen đi, mã 6 lùi 4 ăn mã. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là đen đi pháo 2 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi, pháo 2 bình 4.
Cờ đỏ thắng thế. Như đen pháo hai tiến năm. Đỏ nhảy mã ăn tốt. Đổi lại như đỏ lùi mã. Hình thành thế cờ hòa. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đỏ xuất xe. Đổi lại như đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xét 9 bình 8. Trong tình thế giằng co, cờ đen đi tốt là muốn chờ xem động tĩnh. Đen lùi pháo. Đổi lại như đen đi xe 4 lùi 1. Hình thành thế cờ hòa. Như đen pháo 2 lùi 1. Hòa cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
hoa cò. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo quá Hà Sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.